Ngọc Thơ thời báo chấm D Kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin tình trạng tra tấn và nhà tù ở trong nhà tù của Việt Nam ngày 30 tháng 6 afa tiếng Việt có bài phỏng vấn blogger nhà báo điếu Cày Nguyễn Văn Hải về tình trạng tra tấn trong nhà tù Việt Nam blogger điếu cày cho biết trải qua gần 7 năm ở trong nhà tù tôi đã bị chuyển đi tới 20 lần mà qua 11 nhà tù khác nhau ở Việt Nam từ ở mũi Cà Mau cho tới Vinh, Nghệ An. Ở trong mỗi nhà tù, chính quyền lại có một cách thức quản lý riêng, chứ không phải nhà tù nào cũng giống hệt nhau. Thế nhưng có một điểm chung, đó là ở đa số các nhà tù đều có tình trạng bóc lột sức lao động của tù nhân, cưỡng bức tù nhân lao động rất tàn bạo. Điển hình như là những tù nhân ở trại giam cái tàu ở mũi Cà Mau nói riêng, có những đợt họ phải làm thông hai ngày hai đêm luôn. Hình ảnh bài trên AFA. Theo blogger, có phòng giam ở trại cái tàu chỉ là 13 m nhân 6 m, có hai tầng sàn, nhưng giam giữ từ 90 cho tới 135 tù nhân. Thường tù nhân phải làm thành cặp, một người nằm ở bên trên, một người nằm ở dưới, trong khi ở Cà Mau mũi kinh khủng. Có người phải nằm ở chỗ lối đi, bị ẩm ướt, bị nước bẩn, rồi phòng giam không có nước. Hãy tưởng tượng hơn 100 con người mà đi tiêu đi tiểu không có nước dội, nó nồng nặc lên khủng khiếp rất kinh khủng. Blogger kể trại cái tàu bắt tù nhân nhận cạo vỏ điều, mỗi ngày phải làm hơn 3 kg cho đến 5 kg điều. Nếu sơ sẩy làm bể làm hao là tù nhân bị đánh. Ngồi xếp bằng để cạo điều, lâu ngày chân của người tù bị teo đi, có người bị liệt luôn. Các hình thức tra tấn trong các nhà tù ở Việt Nam thì có nhiều. Nói chung, blogger cho hay, đầu tiên bất kỳ một người tù nào mà là tù bất đồng chính kiến bị bắt đều bị giam giữ cách ly theo cách gọi là cưỡng bức mất tích, tức là chính quyền giam giữ mà không cho tiếp xúc với luật sư, không cho tiếp xúc với gia đình, cắt hết mọi liên lạc với xã hội bên ngoài. Tức là bằng cách như thế người ta đặt người tù ra bên ngoài sự bảo vệ của pháp luật. Rất nhiều trường hợp thường phạm bị tra tấn, bị đánh đập, nhưng đối với tù chính trị hay tù nhân lương tâm, họ không tra tấn theo lối đó nhưng bị giam giữ theo lối cưỡng bức mất tích không ai bên ngoài được tiếp xúc với người tù đó cả về hình thức tra tấn blogger nói nhiều tù nhân trong quá trình điều tra bị đánh đập bị tra tấn rất là dữ có người bị treo lơ lửng lên để đánh có người bị cùm ngồi không được nằm đến mức độ khi ra tù lưng bị cong đi luôn không thể đứng thẳng được nữa thậm chí có trường hợp bị bỏ đói hình ảnh blogger nhà báo điếu cày nguyễn văn hải blogger cho biết khi tham gia vào tổ chức thương mại thế giới WTO, Việt Nam buộc phải ban hành 27 bộ luật, trong đó có luật về thi hành án hình sự với những nội dung phù hợp với cam kết mới của quốc tế. Thế nhưng chính quyền lại ban hành thông tư 37 của Bộ Công an. Theo thông tư 37 này, người ta phân loại giam giữ tù nhân bằng tội danh và bằng chấp hành án như vậy những tù nhân lương tâm tù chính trị ngay lập tức bị liệt vào một hình thức giam giữ khác thường bị tạm giam vào khu an ninh riêng hình thức tra tấn tiếp theo theo blogger đó là biệt giam cô lập tù nhân ra khỏi cộng đồng tù nhân ở trong nhà tù có những người tù đã bị biệt giam rất lâu đây là hình thức nhà tù ở trong nhà tù blogger cho biết tù thường phạm khi đi lao động về họ có thể ra sân chơi họ chơi bóng đá hay họ lên căng tin mua đồ ăn nhưng tù chính trị tù nhân lương tâm thì không được phép như vậy vẫn theo blogger ở việt nam bộ nào quản lý lĩnh vực gì thì bộ đó ban hành luật quản lý lĩnh vực đó nên chúng ta thấy từ xây dựng luật cho đến ban hành thông tư cuối cùng thì thông tư mới là văn bản cầm tay chỉ việc các công chức nhà nước làm theo thông tư hướng dẫn chứ không phải làm theo luật đó là vấn đề do đó sau khi blogger điếu cày ra tù ông mới làm báo cáo với tổ chức ân xá quốc tế về tình trạng nhà tù ở trong nhà tù tại việt nam và báo cáo đó cho đến bây giờ vẫn còn giá trị quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của ngọc thơ thời báo d với bản tin tình trạng tra tấn và nhà tù ở trong nhà tù tại việt nam mối nguy của tình trạng tham nhũng ngân sách quốc phòng Ngày 29 tháng 6, Trang tiếng Dân dẫn lại một status trên Facebook cá nhân của nhà văn Tạ Duy Anh. Bài viết có tựa đề Ba con dê và 50 tỷ. Phân tích về mối nguy của tình trạng các vị tướng tá sĩ quan quân đội tham nhũng tiền ngân sách dành cho mua sắm bảo dưỡng các loại vũ khí khí tài. Hình ảnh bài trên trang tiếng dân. Nhà văn cho biết ông chỉ mượn tên một vụ việc chứ không định nói về chuyện ba công an bắn dê của dân Vụ đó lãnh đạo công an Hà Nội đã làm nhanh gọn đáng hoan nghênh rồi. Nhà văn đề cập đến vụ các ông tướng chia nhau 50 tỷ đồng và nhận xét mức độ nguy hiểm không nằm ở số tiền. Dù tận 50 tỷ nhưng so với những vụ án ngàn tỷ thì đúng là chẳng đáng gì. Theo nhà văn, sự nguy hiểm ở chỗ nó biến các loại vũ khí, khí tài phục vụ cho kiểm soát an ninh biển thành thứ nỏ thần giả, Tất cả cứ rung đùi nhổ râu, yên trí là mọi thứ vẫn ổn, vì được bảo dưỡng thay thế định kỳ, nhưng khi tình thế nguy cấp, cần mang ra sử dụng thì hóa ra nó chết từ đời tám khoánh nào rồi. Nhưng nghe lời bào chữa của tướng Nguyễn Văn Sơn, nhà văn Mỹ Mai, thì đây đích thị là truyện hài đặc sắc Việt, vượt xa truyện trạng quỳnh. Hóa ra chỉ vì thương các thủ trưởng đi công tác vất vả, trong đó mình là thủ trưởng cao nhất, mà ông Sơn mới chỉ đạo lấy 50 tỷ để bồi dưỡng, đặng giúp các thủ trưởng khỏe mạnh, minh mẫn để bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ. Nhà văn mở ngoặt thêm, trong lời xin lỗi của các vị tuyệt nhiên không thấy cái đám dân quanh năm đầu tắt mặt tối đâu. Tức là các vị chả có lỗi chó gì với ca đám khu đen ấy cả. Giờ mọi người sẽ biết vì sao mà nhà văn lại nhắc đến dê ở đầu bài. Theo giá cả hiện nay, một con dê cỡ những con dê bị ba ông công an vừa bắn chết nếu bán quả. Quý vị nào chưa biết bán quả là gì thì hỏi các nhà kinh tế. Mỗi chú chắc được khoảng 2 triệu đồng, tức là số 50 tỷ có thể mua được 25.000 con dê. Số dê này chắc chắn nhiều hơn toàn bộ đàn dê ở tỉnh Ninh Bình của đại tá sương Nguyệt Minh là cái chắc. Hình ảnh cựu tư lệnh cảnh sát biển rất có khiếu hài hước khi lý giải, vì tự thương mình đi công tác vất vả nên mới tham nhũng. Nhà văn tự giảm giá một cách xuề xòa, thôi làm tròn 20.000 chú cho sởi lợi. Vì tác giả phân tích, trong khi thu nhập bình quân đầu người mới chừng 50 con dê thì có người có khi chỉ được phần 10 số ấy, thế mà các ông bồi dưỡng nhau ghê thế, các ông vì mình quên nhân dân, hơi bị nhanh. Giờ năm ông tướng nghe cho rõ, các ông muốn xa hoa, quý phái hơn người, chúng tôi sẽ cho các ông được toại nguyện, để các ông đỡ vất vả, để các ông mạnh khỏe, để các ông chân cứng đá mềm mà đánh giặc, đem lại sự bình yên cho đất nước. Mỗi ngày chúng tôi quay một con dê, rồi dọn lên kính mời các ông sơi. Mỗi ngày một con thơm lừng, thịt lòng đào ngọt lừ, không bớt sáng mảy may. Nhiệm vụ vẽ vang của các ông là phải sơi hết sạch, tất nhiên trừ lông, xương và chất thải. Tức là tác giả tiếp tục mỉa mai, các ông có 20.000 bữa tiệc mà đồ ngự thiện dành cho vua chúa xưa cũng chỉ đến như vậy. Về quầy là thứ mà hiện vẫn luôn có trong thực đơn quốc yến từ Đông sang Tây. Nó là thứ không thể thiếu trong cổ Thái Lao xưa khi cúng tạ thần linh. Dương nhục còn được coi là vị thuốc quý, có tác dụng cường dương tráng khí, màu lành vết thương, hạn chế các loại tế bào ác tính phát tác, thứ bệnh mà ông nào trong số hàng ngàn các ông cứ ra tòa là dính. Vì thế các ông yên tâm, tức là nhà văn nhấn mạnh các ông chỉ phải thụ án bằng hình thức sơi tiệc đó 60 năm nữa thôi. Ông nào sau 5 năm mà vẫn trụ vững chưa phát phì, chưa phát điên hoặc chưa về gặp tổ tiên thì nhà văn tự nguyện nuôi tiếp quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của ngọc thơ thời báo d với bản tin mối nguy của tình trạng tham nhũng ngân sách quốc phòng quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo d